cứ mỗi dịp mùng 9 Tết hàng năm tại An Xuân, Tuy An, Phú Yên sẽ diễn ra lễ hội đua nghề truyền thống Gò Thị Thùng. Năm nay lễ hội tổ chức rất là hào hứng và thu hút rất là đông người xem nè các bạn. Đây là cảnh tượng rất là thường thấy mỗi khi đua ngựa Gò Thị Thùng diễn ra. Để mà có những góc nhìn toàn cảnh nhất thì những khán giả thường là leo lên những cành cây như thế này, xem rất là rõ nha. Mình thấy là xung quanh cái đường đua này chỗ này cũng đông nghịt người. Để mà tìm ra chỗ xem lý tưởng nhất thì chúng ta nên tìm những cái cành cây, gốc cây rất là cao để mà quan sát từ xa. Rất là nhiều những chú ngựa sẽ không tuân thủ theo điều khiển của những huấn luyện viên, không chỉ xuất phát luôn các bạn. Đây là những cảnh tượng rất là thường thấy mỗi khi hội đua ngựa Gò Thị Thùng diễn ra. Mặc dù chúng ta đã cho xuất phát luôn, hiện nay của ba chú ngựa vẫn không chịu, vẫn không chịu chạy, vẫn lâu hay là không biết như thế nào đây. Các kỵ sĩ đang tìm một cách để ngựa của mình chạy nhưng mà vẫn lâu hay trước sân khấu. Đang đuổi theo ngựa đầu tiên. Người sáng họ, người số 3, họ được đua số 1. Đơn vị sáng xuân, người số 11, họ được đua số 2. Kết quả nguy hiểm luôn. Thi đấu đợt thứ 2, ngựa số 10 ở đường đua số 2 của đơn vị. Tiếp tục những dòng thi đấu tiếp theo. Chúng tôi nhận thấy là ngựa số 11 của đơn vị sản xuân cũng đã có mặt. Xuất phát. Có một chú ngựa khi mà đến khu vực ra cổng thì đã quay trở lại cổng rồi. Xuất phát và câu thứ ba thì bốn chú ngựa rất là ung dung, vẫn chưa hết lúc của mình. Đây là mình thấy là ba chú ngựa đang là bốn ngựa đang là cái nơi. Bốn chú ngựa này đang tranh tài rất là quyết liệt. Nhiều khi là chú ngựa gần tới đích, sau đó là quay ngược trở lại hoặc là không chịu chạy. Bốn chú ngựa này chạy rất là gây cấn luôn. Wow, vậy là có một chú ngựa đang quay quanh về đích rồi. Quan sát của chúng tôi là ngựa số 11 đã về đích, đã về vị trí về 100m đầu tiên. Đang tiến hành quay quanh về đích. Ngựa số 11 rất là cừ khô luôn. Ngựa số 3 thì vẫn chưa muốn chạy. Ở số 10 đã bỏ cuộc giữa chừng khi mà mới chỉ một vòng thi đấu. Về đích rồi nhưng mà chú ngựa này vẫn tiếp tục chạy, không chịu muốn dừng lại luôn. Cuối cùng cũng đã theo sự điều khiển của kỳ mã rồi, chủ nhân. Xã nào anh, xã nào? An Xuân, đội chủ nhà này các bạn. Đường đua số 1, đơn vị xã An Xuân, đường đua số 12, đường đua số 2.
Các chú ngựa thì đang từ địa điểm tập kết ra khu vực thi đấu. Các bạn thấy là lễ hội đua ngựa Gò Thị Thùng rất là đặc biệt. Đó là những con ngựa hàng ngày phải thồ hàng, không phải là những con ngựa chuyên nghiệp. Nên mỗi khi vào thi đấu thì chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều tiếng cười của khán giả, với nhiều tình huống rất là khó đỡ luôn. Hội đua ngựa Gò Thị Thùng là hoạt động văn hóa đặc sắc của xã An Xuân, huyện Tuy An nói riêng, của tỉnh Phú Yên nói chung. Trên thực tế thì lễ hội này đã trở thành một điểm hẹn văn hóa bởi nét chân chất mộc mạc phát. Đã ba chú ngựa đã có mặt, còn một chú ngựa nữa nghệ sĩ đang trên đường dắt ra mà xuất phát. Mọi có lên lưng ngựa không cũng đã rất là khó khăn luôn. Đã sẵn sàng ở vị trí xuất phát, đang chờ lệnh của trọng tài. Sẵn sàng xuất phát. Không chỉ xuất phát luôn, hai chú ngựa không chỉ xuất phát luôn. Vỗ tay ủng hộ tinh thần thi đấu các nghệ sĩ rồi. Kết thúc vòng thứ nhất, hai chú ngựa là ngang tài ngang sức. Còn lại vòng cuối, vòng cuối là không biết chú ngựa nào sẽ về nhất đây. Cố lên, cố lên. Thôi, tới khu vực này thì hai chú ngựa đã muốn không muốn thi đấu nữa rồi. Cố lên, cố lên. Rất là khó điều khiển luôn các bạn. Đây là một nét rất là đặc tính, rất là vui mỗi khi lễ hội đua ngựa Gò Thị Thùng diễn ra, mang lại rất là nhiều tiếng cười cho khán giả. Những trọng tài phải đá đít những chú ngựa với chiều chạy luôn. Còn vài mét nữa, không biết chú ngựa nào sẽ cán mốc đầu tiên. Kết thúc. Rồi, chúng tôi đang chờ các quả của đội trọng tài báo về. Rất là vui luôn. Ai chú ngựa ngang tài ngang sức. Ngựa số 4. Ngựa số 4, đơn vị xã An Thọ. Trọng tài báo là ngựa số 4, đơn vị xã An Thọ. Đây là khu vực tập kết dành cho những chú ngựa, với rất là nhiều chú ngựa đang tập kết ở khu vực này. Các chủ nhân thì đang chăm sóc những chú ngựa này để mà chuẩn bị ra sau trường. Trước khi thi đấu thì những chủ nhân này cho những chú ngựa uống nước. Cho uống nước hả anh? Uống nước. Rất là, các bạn thấy là rất là nhiều những chú ngựa đang chuẩn bị thi đấu này. Đây là ngựa xã nào anh? An Thọ. An Thọ. Mấy năm trước là đội nào là vô địch, thường là đội nào vô địch mạnh nhất ta? An Hiệp. An Hiệp. Yeah, An Hiệp. À, theo như anh nói là An Hiệp có truyền thống đua ngựa rất là nhiều năm, đạt giải cao nha. Chúng ta ngắm nhìn những chú ngựa trước khi thi đấu này. Các bạn thấy là có những chú ngựa rất là nhỏ, ví dụ như là chú ngựa này rất là nhỏ con, nhưng mà không biết là thi đấu như thế nào. Bốn chú ngựa đã tập mặt ở vị trí phát. Các kỳ chúng ta lên ngựa. Đây là giống ngựa đặc trưng ở Phú Yên. Các bạn thấy là không có cao mấy, rất là nhỏ con. Nhưng mà thường ngày thì những chú ngựa này rất là hữu ích trong việc thồ hàng, đặc biệt là thồ những buôn chuối, những cái
hàng hóa khác để mà giúp bà con các huyện, các xã miền núi của Tuy An, Phú Yên một cách thuận lợi dễ dàng. Hội đua ngựa truyền thống Gò Thị Thùng không những là lễ hội đầu xuân mà đây còn là nét văn hóa truyền thống của người dân Phú Yên. Trong những năm gần đây, hội đua ngựa Gò Thị Thùng thu hút rất là đông du khách du lịch đến với lễ hội để mà xem đua ngựa. Các bạn thấy là khi mà trận đua diễn ra thì rất nhiều tiếng cười của nhiều khán giả. Những chú ngựa này bỏ cuộc rồi, rất là nguy hiểm luôn. Chú ngựa đã bỏ chủ nhân trở lại và băng băng về đích. Đóng đóng ngựa lại. Hả? Tao đi một đi. Rồi sao còn con nào xem được không? Còn một ngựa là đang hồng lệ, là đang chạy. Nó chạy không được. Còn dám nữa hả? Chỗ tổng tài đang dắt chú ngựa lại khu vực mà chú ngựa làm văn chủ nhân, sau đó tiếp tục thi đấu vòng tiếp theo. Những chủ nhân của những chú ngựa sau khi kết thúc, các bạn thấy là thường rất là nhiều người bị chấn thương luôn và cũng khá mệt vì những chú ngựa này rất là khó điều khiển. Mình thấy là có người bị lật sơ mi, còn có người là đang bị thương này các bạn. Té hả? Anh này thì chú ngựa đã văng xuống dưới đất luôn. Cô thiền nào không? Em có bắt dạng không? Đấy, có đúng rồi. Đâu lại. Tiếp theo sẽ là những vòng đua tiếp theo dành cho những người khác. Không, do người bắt chín trước. Vậy là 4.
bạn thấy chú ngựa phía trước rất là đẹp luôn. Mình thấy là chú ngựa này là chú ngựa đẹp nhất tại lễ hội chú ngựa năm nay. Vị đâu anh? Đơn vị nào? An Lĩnh hả? Thi đấu chưa ạ? Chưa gần thi đấu hả? Chuẩn bị thi đấu cái anh này, đây là anh YouTuber kênh Thân Bến Sạn TV đang tác nghiệp. Các bạn thấy lượng khán giả tập trung rất đông nha. Đó là chú ngựa xã An Hiệp rất là đẹp, đang tạm thời về đích ở đợt thi đấu này nè các bạn. Chú ngựa khá đẹp. Chú là đơn vị nào? An Lĩnh hả? À, chú vừa mới thi đấu mà vừa bị trượt ngựa, sao thấy áo lem lem? Về thứ mấy hả? Chú về thứ mấy? Về thứ tư luôn hả? Còn cỡ là vậy đó. Những chú ngựa khi mà điều khiển qua khu vực xuất phát cũng rất là khó khăn luôn các bạn. Vì thường ngày những chú ngựa này không có quen với việc đua như thế này, chủ yếu là thồ hàng. Những chú ngựa này rất là khó điều khiển vì 2 năm trước hội đua ngựa truyền thống Gò Thị Thùng không tổ chức vì lý do dịch bệnh. Năm nay là năm thứ 3 bắt đầu đua ngựa lại nên các bạn thấy là rất là nhiều những chú ngựa khó điều khiển. Thì những con ngựa số 7 rất là khó điều khiển này các bạn. Bỏ cuộc luôn. Rất là nhiều chú ngựa chỉ thi đấu vài mét đã bỏ cuộc. Hiện tại thì chỉ còn một chú ngựa đang băng băng về đích. Những kỳ mã khác đã bỏ cuộc. Ba chú ngựa, hiện tại chỉ còn một chú ngựa tiếp tục chạy vòng thứ 2. Nhưng đến khu vực này thì chú ngựa không muốn chạy nữa. Chủ nhân vẫn cố gắng ôm ngựa để mà điều khiển và đích, nhưng mà chú ngựa vẫn không muốn chạy nữa rồi. Rất là vui luôn các bạn, không đi nữa luôn.
Rồi. Nhưng mà một khi đã chạy rồi thì rất là nhanh luôn. Còn đây là hy vọng hả? Con hy vọng hả? Ứng cử viên du lịch nè các bạn, xã nào chú? Con nào? Con đây nè. Con đây là đơn vị An Hiệp. An Hiệp, ứng cử viên du lịch. Chúng ta cùng theo dõi người số 32 nha. Xem thử là thi đấu như thế nào. Vì rất là nhiều những cô chú bác còn ở đây đánh giá ngựa số 32 là ngựa rất là hay. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng ngựa số 32. 8, 8 chục cá. 2, 16, B2. Còn nhiêu 18 không? Trước khi sẽ đấu thì người số 32 được làm nước rất là kỹ. Chạy cứu cho vô cho chạy à? Giúp gì không biết, chạy chui chiếm nữa chứ. Vậy là hôm qua giờ là có cho người chạy thử không chưa anh? Có chưa? Có hả? Dạ. Mặc dù thử rất là nhiều rồi nhưng mà những chú ngựa này vẫn rất là khó điều khiển. Dạ. Vì đến khi mà thi chính thức thì các bạn thấy là khán giả ở xung quanh rất rất đông luôn, làm cho những chú ngựa này cũng cũng rất là hoảng sợ. Ôi. Người số 32 đã đỡ trung nhân trở lại rồi. Và những chú ngựa chạy lòng vòng ở khu vực này không muốn tiến tới này. Rất là nhiều tình huống giữa khóc giữa cười. Wow, người số 32 rất là kỳ vọng nhưng mà hiện tại đã không còn chủ nhân ở trên lưng ngựa. Tiếp tục chạy nha các bạn. Tiếp tục. Wow, khi mà lên ngựa rồi các bạn thấy là rất là nhanh luôn. Wow, ngã rồi. Ngựa số 32 đã bắt đầu tăng tốc. Wow, từ con ngựa chạy sau cùng nhưng mà giờ đã chạy như giờ trước rồi. 32 cố lên. Các nhà chuyên môn đánh giá không lầm ngựa số 32 là ứng cử viên chủ tịch. Các bạn thấy không? Từ cuối cùng người số 32 cũng đã về đích đầu tiên. Wow. Đây là chủ nhân người số 32 ứng cử viên chủ tịch tại giải năm nay. Wow. Không ngồi dự đoán người số 32 rất là nặng ký. Chủ nhân điều khiển ngựa 32 này các bạn.
G32 là người xã nào anh? An Hiệp sẽ là ứng cử viên du lịch tại giải đua ngựa năm nay nè các bạn. Làm nước chờ thi đấu trận chung kết. Bán kết xong tới chung kết. Dạ. À, còn thi đấu bán kết và chung kết nữa các bạn. Tiếp tục thi đấu nữa nè. À, nhưng mà anh tiếp tục thi đấu nữa. À, mỗi thi đấu rất là mệt. Nhưng mà mình thấy là anh số 23 vẫn tiếp tục thi đấu. Vậy là một xã là nhiều ngựa đúng không? Dạ. Ngựa số 4 là chú ngựa rất là nhỏ con. Và chưa đua mà đã thải xuống đường đua rồi các bạn. Mình thấy ngựa số 10 với tướng mã rất là đẹp luôn. Mình thấy là bốn chú ngựa này là chạy nhanh nhất từ cuộc đua tới giờ này. Xuất phát rất là nhanh. Ngựa số 23 là chú ngựa rất là đỉnh luôn. Chú chạy nhanh quá. Ngựa 23. Ôi, rất là nguy hiểm luôn. Không sao. Ngựa số 23. Đúng cùng nguyên. Đúng. Mình quên thôi. Cho ngựa 23 mình quên thôi. Ngựa 23 khôn quá. Quốc theo. Quốc theo. Quốc theo. Ngựa số 23 không có đối thủ luôn các bạn. Ngựa rất đẹp. Chủ nhân thì cũng mình thấy là thi đấu hai vòng đều về nhất cả. Đây là bán kết một chút. À, chưa hả? Vị trí thứ hai là chú ngựa rất là nhỏ con. Wow. Đúng chất đua ngựa là thi thung luôn các bạn. Đi mời á. Chiến thắng những đối thủ rất là nặng ký. Rất là
là nhỏ con, nhưng mà các bạn thấy là về đích thứ hai. Nhớ trả rồi chốc à. Nhất đợt 5 anh Hiệp gõ số 28. Nhất đợt 6 anh Hiệp gõ số 30. Nhất đợt 7 anh Công gõ số 15. Nhất đợt 8 người số 11 đã không về đích mà đã vào phía trong khu vực thi đấu. Đây là các chủ nhân điều khiển những chú ngựa này các bạn. Không khí lễ hội tại Phú Yên đầu năm rất là rộn ràng và tưng bừng. Để tiện khán giả theo dõi, có thể thông báo đợt 2 ngựa số 28 đường đua số 1 của xã Hiệp, ngựa số 30 đường đua số 2 của xã Hiệp, đường đua số 3 ngựa số 15 đơn vị xã An Xuân, ngựa số 32 đơn vị xã Hiệp, đường đua số 4. Xuất phát để tiến hành thi đấu đợt thứ hai của vòng thứ hai. Sẵn sàng, xuất phát. Vâng, chú ngựa đang tiến hành là thi đấu rất là tốt. Đâu là một chú ngựa. Các bạn thấy là dùng bán kết với những chú ngựa đã thi đấu thắng ở những vòng loại nên thi đấu vòng bán kết rất là kịch tính luôn. Vòng đầu tiên, tất cả những con ngựa khi mà vào vòng bán kết này đều rất là ngang tài ngang sức nha. Không được rồi. Ba chú ngựa song song về đích. Ngựa 28 về nhất. Ngựa 28 cuối cùng cũng đã về đích. Ngựa 15 về nhì. Bà con tập trung coi rất là đông, đặc biệt là rất là nhiều khán giả leo lên những chiếc cây cao để mà xem rõ cũng như là ghi lại những thức ảnh kỷ niệm. Đông nghẹt người luôn các bạn. Sau một hồi thi đấu thì bốn chú ngựa sẽ vào trận chung kết. Chúng ta cùng ngắm bốn chú ngựa rất là nặng ký tiến vào vòng chung kết. Ngựa số 28, ngựa số 15 và ngựa số 4. Đặc biệt chúng ta chú ý ngựa số 23. Nhiều chuyên gia đánh giá là ứng cử viên du lịch năm nay. 23 với 8 các anh. 23 với 28. Đây là người số 23 này các bạn. Anh đây là mình thấy là duy nhất hai dòng luôn.
đã giành thành tích cao nhất và đang chuẩn bị thi đấu vòng cuối cùng, vòng chung kết của sáng hôm nay. Bắt con gà. Đó, 23-28 là ứng cử viên. Số 23 và số 28 là ứng cử viên vô địch trong đây nè các bạn. Sẵn sàng. Xuất phát. Xuất phát rồi. Vòng chung kết của cuộc đua sẽ ủng hộ tinh thần thi đấu các nghệ sĩ nào. Số 23 đang băng băng về đích. Nhưng những con ngựa còn lại vẫn đang bám đuổi rất là quyết liệt. 28 đang vượt lên. Nhưng mà dường như là số 23 không có đối thủ các bạn. Nhưng mà thi đua ngựa thì chưa biết hồi kết khi mà những chú ngựa chưa vào đích. Kỵ sĩ số 23 ngựa mang là kỵ sĩ Lê Thành Trung. Về kỵ sĩ Lê Thành Trung về vòng kết thúc vòng đầu tiên. 28 đang bám đuổi rất là quyết liệt. Mọi người thấy là ngựa số 28. Ngựa số 28 kỵ sĩ Lê Văn Thu. Chúng ta là người số 4. Ngựa số 15 Thái Bình Thuận, kỵ sĩ Thái Bình Thuận cũng đang tiến hành 15 kết thúc vòng thứ nhất. Ngựa số 23, ngựa số 23 kỵ sĩ Lê Thành Trung, ngựa số 3 đã là người chiến thắng tại giải đua ngựa Cờ Thị Thùng năm nay. Hiện tại vẫn đang tìm chủ nhân ngựa về nhì năm nay, đó là ngựa số 28. Về nhì là ngựa số 28 đơn vị sáng hiệp kỵ sĩ Lê Văn Thu. Không ngoài dự đoán ngựa số 25 là ngựa số 15 về đích một mình. Không có kỵ sĩ trên lưng. Ngựa số 15 về thứ ba nhưng không có nghị sĩ trên lưng nên không được tính ra ngoài. Ngựa số 4 của đơn vị sáng thợ kỵ sĩ Thái Văn Pháp. Nghị sĩ ngựa số 4 về thứ tư nhưng mà sẽ là nhận giải ba năm nay. Thi đấu vòng chung kết như sau. Và về thứ ba là ngựa số 23 giành chiến thắng tại giải đua ngựa năm nay. Đây là chủ nhân của ngựa số 23. Tôi đi nhận sao à, tôi trốn mà không chịu. Chú có thường xuyên tham gia đua ngựa không? Không, đây không có thường xuyên mà mất đó, cỡ 20 mấy năm à. 20 mấy năm. Mấy năm trước chú có giành chiến thắng không ạ? Không có cúp, không có chiến thắng. À cúp không ạ? Rất là khiêm tốn luôn. Anh ơi, anh nhiều lần đấu người như thế này chưa? Và đã từng nhiều lần giờ đạt giải nhất chưa? Mấy năm liền. Nhiều lần đạt cúp chưa chú? Ba lần. Anh tên là gì? Nhiều lần ra mà điều cái cúp thì ít chứ mà cái giải nhất đó là chú là đạt hat trick rồi với 3 lần duy nhất.
mình nhất là mình vô đó để mình đi hậu đúng được quê hương mình đó, lên TV rồi nhiều người biết đánh vậy đúng được mình á. Sao cứ kêu chú ông Hân cùng chiêm ngưỡng lại ngựa số 23 ứng cử viên du lịch năm nay. 23 là đến từ An Hiệp hả anh? An Hiệp ngựa 23 đến từ An Hiệp. Một chú ngựa rất là phong độ luôn. Đây là chú ngựa cái hay được ta? Ngựa cái các bạn. Điều đặc biệt là chú ngựa này là chú ngựa cái nha. Nhưng các bạn thấy là mẫu mã cũng như là tướng rất là giống chú ngựa nam. Ngựa này là mấy năm trước có vô địch không anh? Năm nay nữa. 5 năm vô địch. Người số 23 theo như chủ nhân đó là 5 năm. Năm nay là năm thứ 5 vô địch tại giải đua ngựa Gò Thị Thục. Dường như là không có đối thủ. Mình thấy là người số 23 khi vòng loại xuất phát rất là chậm, xuất phát về sau cùng nhưng mà cuối cùng cũng đã vươn lên về đích ở các vòng thi, vòng loại và bán kết. An Hiệp anh Lê Thành Trung là chủ nhân đoạt giải nhất năm nay. Đây là con ngựa đại diện cả nước trong cuộc đua ngựa năm nay, đánh số 23, giải thưởng là một chiếc cúp và trị giá 5 triệu đồng. Và những người dân ở đây hy vọng rằng năm sau cuộc đua ngựa sẽ được tiếp tục để được tham gia vào lễ hội đặc biệt ở vùng quê này ạ. Cái chụp cùng với chủ nhân du lịch đâu. Vâng, xin cảm ơn các đồng chí. Vâng, chương trình